Video này sẽ hướng dẫn cho mọi người cách phân biệt Levi's real và fake. Nhớ xem hết video để biết cách phân biệt nó như thế nào nha. Ok, hello các bạn mình. Đây là hai bộ quần Levi's mà vừa rồi trong chuyến đi Cần Thơ mình đã handpick được. Bây giờ mình khui quần ra trước ha. Hy vọng là video này là hữu ích, có thể giúp cho mọi người có thêm nhiều kinh nghiệm khi mà đi mua hàng ha. Mình cũng lưu ý trước cho mọi người á, đây là những cái tip mà nhanh chóng thôi và nó dành cho các bạn có thể trực quan khi các bạn đi mua hàng. Tỷ lệ đúng của nó hơn 90%, 10% còn lại nó sẽ dựa vào kinh nghiệm và dựa vào cái món đồ đó nó phát tinh vi đến mức nào. Thì tổng cộng ở đây mình sẽ có 5 lưu ý. Lưu ý đầu tiên, number 10, đó là những con số được khắc ở phía sau cái cúc quần. Những con số này có ý nghĩa là mã số của cái nhà máy sản xuất ra cái quần đó. Với những cái date cũ thì thường nó sẽ có 3 số. Đây là một con Levi's 550 date cũ. Mình sẽ thấy có số 977. Với những cái date mới thì thường nó sẽ có 4 số, 3405. Để chắc chắn hơn thì mình sẽ đi thêm 2 bước nữa. Bước tiếp theo á, với những cái date cũ á thì những cái tạc nó sẽ có nhiều kiểu tùy theo cái thị trường. Ví dụ như đây là thị trường Mỹ. Số ở trên cái cúp này là 977. Rồi mình mở phía sau cái tạc sẽ có những dãy số dài thiệt dài. Mọi người có tìm ở trong đây có số 977 là nó đã khớp với cái tạc rồi. Còn với những cái date quần mới á thì ví dụ ở đây là 3405, mọi người sẽ bắt đầu mọi người vô cái tag nè. Mình không có coi bên cái waterless nha, mình sẽ coi bên cái tag dài kế bên. Mình lật ra cái trang cuối cùng, mọi người sẽ xem ở phía trên bên phía bên phải, ở dưới nó sẽ có số 3405. Còn mọi người muốn chắc hơn chút xíu nữa, mọi người có thể mở cái cost factory list ra để mọi người xem cái chữ made in ngay này họ ghi á nó có đúng hay không. Nếu mà những cái con số này nó matching với nhau, cơ bản mọi người nên vui được rồi, tại vì mọi người đã có khoảng 30% đến 50% cơ hội là cái quần đó là đã là legit. Cái này nó hơi formal thôi mọi người, nhưng mà tin mình đi, nếu mà bạn chưa có nhiều kinh nghiệm á, mọi người cứ bắt đầu bằng những cái thứ đơn giản như thế này. Về sau khi mọi người có kinh nghiệm rồi thì mấy cái này phức hợp kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm nó sẽ cho bạn kết quả ngay lập tức khi bạn cầm cái quần lên. Trừ những cái quần nào đó như những bản collab hay là gì đó mình mới cần nghiên cứu kỹ để chắc chắn là nó là cái quần real thôi. Lưu ý số 2 đó là những cái con đinh tán ở trên quần. Tổng cộng cho một cái quần Levi's nó sẽ có 6 con, 4 con bên phải và 2 con bên trái. Mình sẽ lật ra phía sau. Trên mặt sau của những con đinh tán này nó sẽ khắc một cái dòng chữ là LS & Co SF. Nó có ý nghĩa là Levi's & Co San Francisco. Lưu ý số 3 đó chính là cái red tab này. Vị trí mai của red tab này á, nó sẽ cỡ 1/4 của cái phần bên hông túi này. Có những cái quần giả họ sẽ gỡ cái red tab của cái quần thiệt ra, gắn cái red tab vô thì mọi người coi kỹ cái phần chỉ này nó có bị khác màu với lại cái phần chỉ còn lại của cái phần túi hay không. Sẵn mình đang nói cái chuyện đường may mũi chỉ á, mình sẽ nói qua tiếp cái phần số 4, đó là coi chi tiết ở trong những cái đường may mũi chỉ của cái quần. Có một cái trick rất là nhỏ, là kinh nghiệm xương máu nha mọi người, không phải ai cũng chỉ mọi người biết đâu. Với những cái quần đen thì chỉ của nó không phải là màu đen mà chỉ của nó hơi xám xám tím tím một chút xíu. Còn nó màu đen tuyền thì mọi người nên khựng lại chút xíu, coi lại kỹ những cái chi tiết khác. Là khi mình nói tới đường may mũi chỉ thì nó phải chỉnh chu, nó phải gọn gàng ngăn nắp. Tại vì những cái sản phẩm của những cái thương hiệu như thế này, khi mà nó đã có dây chuyền sản xuất rồi thì nó sẽ được kiểm soát chất lượng rất là nghiêm ngặt, gần như là không có sản phẩm lỗi lọt ra ngoài. Còn mà những cái hàng như Việt Nam xuất khẩu hay là ABCD, XYZ gì đó thì không nên xài. Trong cái phần đường may mũi chỉ này, y như nãy mình vừa nói về cái chuyện làm quần màu đen thì chỉ nó sẽ phải là màu đen tím hoặc là màu đen xám. Còn cái quần jean xanh á thì cái màu của nó phải là màu da bò. Và hai cái này nó có chung một cái đặc điểm, đó là cái sợi chỉ nó rất là dày dặn. Còn với những cái mẫu mà đồ giả đó, cái chỉ dày dày á đôi khi nó sẽ ăn cắp được. Còn cái màu thì hơi khó chút xíu, tại vì cái màu này nó hơi đặc trưng chút xíu. Cuối cùng thứ năm phát ở phía sau. Với Levi's thì chỉ trừ những dòng Levi's Premium hoặc là Mac and Rap, họ dùng cái pad là bằng da. Còn tất cả những cái dòng Levi's còn lại, Levi's Commercial khác, đến cả những cái dòng Velvet luôn, thì ở phía sau này họ cũng chỉ dùng bằng một cái loại giấy. Cái loại giấy này tên là giấy Zacron. Trong video tiếp theo mình sẽ nói về cái loại giấy này cho mọi người. Cái loại giấy này đặc biệt là mọi người, có cả một cái câu chuyện rất là hay. Ok, nếu mà mọi người thấy nhức đầu quá thì đến luôn 127B-7 phường 3 quận Bình Thạnh là shop tụi mình để mua luôn, khỏi cần nhức đầu. Tụi mình đảm bảo legit check trọn đời tất cả các sản phẩm tụi mình bán ra, nói không với đồ giả, nói không với đồ fake. Hy vọng là những thông tin trong video này là hữu ích. Nếu mọi người thấy thích video hãy cho tụi mình xin một like, subscribe và đừng quên follow tụi mình để thêm video second hand vintage and retro. Bye bye. Everyone know me, they hit.